Ngày 16 tháng 11, NATO và Ba Lan bước đầu xác định vụ tấn công tên lửa ở Ba Lan không phải hành động cố ý và dường như không phải do Nga thực hiện. AP đưa tin sau cuộc họp khẩn ngày 16 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố cuộc điều tra về vụ tấn công tên lửa ở Ba Lan tối 15 tháng 11 khiến hai người thiệt mạng vẫn đang diễn ra. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ ý. Cùng ngày 16 tháng 11, Ba Lan xác định dường như vụ tấn công trên không phải do Nga thực hiện. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã phóng tên lửa theo nhiều hướng khác nhau. Rất có khả năng một trong những tên lửa này đã không may rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Những kết luận sơ bộ được NATO và Ba Lan đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận không có khả năng cho thấy Nga bắn tên lửa vào Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh sẽ làm rõ vụ việc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tên lửa đó không liên quan tới lực lượng vũ trang Nga. Đức, Anh và các quốc gia phương Tây khác đã kêu gọi mở cuộc điều tra đầy đủ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo không nên đưa ra kết luận vội vàng đối với một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Tên lửa rơi xuống ngôi làng Brewado gần biên giới Ba Lan với Ukraine tối 15 tháng 11 khiến hai người thiệt mạng. Ba quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các đánh giá ban đầu chỉ ra rằng tên lửa do lực lượng Ukraine bắn vào một tên lửa của Nga đang lao tới. Trong ngày 15 tháng 11, lực lượng phòng không Ukraine phải vất vả chống lại các đợt tấn công của Nga nhằm vào cơ sở sản xuất và truyền tải điện, bao gồm ở khu vực phía tây Ukraine giáp với Ba Lan. Quân đội Ukraine thông báo 77 trong số hơn 90 tên lửa bị bắn hạ cùng với 11 máy bay không người lái. Thiệt hại từ các cuộc tấn công gần đây ở Ukraine là rất lớn, khiến nhiều khu vực mất điện và chìm trong bóng tối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thống kê khoảng 10 triệu người không có điện sử dụng vào tối 15 tháng 11. Nhưng 8 triệu người sau đó có điện trở lại nhờ hoạt động sửa chữa diễn ra suốt đêm. Các đợt tấn công trước đây của Nga được cho là phá hủy khoảng 40% số nhà máy điện của Ukraine.